Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyên. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm một cái website về nhà hàng. Sản phẩm của chúng ta làm ra như thế này. Đây là một cái website làm rất đơn giản với một số cái hiệu ứng như sau. Thứ nhất là menu. Đấy, khi bạn nhấp vào thì nó sẽ trượt ra. Sau đó là cái button. Button nó sẽ có cái hiệu ứng này. Okay. Rồi tiếp theo là đây. Khi mình hover vào thì nó sẽ đây những cái hiệu ứng rất là đơn giản thôi. Rồi thế này mình sẽ làm theo kiểu như một cái album ảnh ấy. Đấy, bạn nhấp thì nó sẽ đấy, tắt đây, ok chưa? Đấy. Đấy, một cái website nhà hàng rất là đơn giản mà chúng ta sẽ làm nhanh. Ok. Để chúng ta thử cái reconsist. Ok, cơ bản là vậy. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nhé. Rồi, các bạn sẽ mở các cái file mình đánh mình viết là ngôn ngữ nhé. Đầu tiên mình sẽ làm vai làm cái file HTML trước. Đầu tiên mình mở thẻ header. Sau đó mình sẽ làm đây tức là cái cách làm của mình là cái nút này ấy, mình sẽ làm theo cái input đấy, khi nó check ấy, thì nó sẽ có một cái selector là cái menu đấy, khi selector nào thì nó sẽ có một số hiệu ứng đi kèm theo đây đó, khi check vào thì cái menu cái navigator phía bên tay phải nó sẽ kéo ra thì mình sẽ dùng cái đặc tính selector của input, cụ thể là cái input check ấy. Rồi mình làm tiếp nhé. Input này tay kiểu checkbox này. Mình vừa làm là mình sẽ vừa xử lý. Khó đâu cơ đấy các bạn nhé. Ok, đây là một cái menu item. Đây là các cái danh mục phổ biến
thức này, liên hệ. Ok rồi, xem còn gì nữa. Rồi mình sẽ có một cái hình ảnh hệ thống cửa hàng về chúng tôi đang chủ liên hệ, là còn gì nữa không nhỉ? Bây giờ mình sẽ làm một cái hack đặc text. Để câu slogan là tinh hoa ẩm thực đi. Cái này mình lấy trên mạng thôi. Tinh hoa ẩm thực. Cái bút tần ok, xem đúng lỗi chính tả chưa. Được rồi, phần header là ok đấy. Mình qua bên này mình coi. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ CSS cho cái header này trước đúng không? Mình sẽ CSS cho cái header này trước nhé. Thì ở đây mình sẽ dùng một cái phông chữ là phông family là ba lần check tần này này. Đấy, các bạn thấy trên màn hình đấy. Cái này các bạn có thể search trên 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 chỗ cái phông của Google đấy. Các bạn tải về nhé. Đây mình để sẵn rồi, giờ chỉ tí nữa mình chỉ để vào thôi. Giờ mình sẽ CSS cho nó này. Đây mình để cái phong này xuống vì đỡ mất thời gian. Ok, xóa này đi. Rồi, qua bên màn hình coi được chưa? Đấy, ok rồi đấy. Mình để thể ly là nó cái list style là non. Thể A là text decoration non. Rồi, ok, bây giờ xem nào. Bây giờ mình sẽ tiếp cho cái section text trước nhé. Section text là chưa chưa có section. CSS cho cái header. Thể header. Cái width 100 V. 100 V. Các bạn chuẩn bị ảnh nhé. Nếu mà các bạn muốn dùng cái ảnh của trên cái video này ấy, thì mình sẽ để dưới link để các bạn tải về. Mình sẽ để link đến cái trang web của mình. Ở đây ảnh mình sẽ để cái ra số 1 này chưa. Rồi, qua này. Rồi, ok rồi đấy. Giờ mình sẽ CSS cho cái background này, đó là background Now position và center. Now size. Rồi, ok. Now center chưa rồi. Position relative display
giữa chưa? Đây mình đang justify content tagline rồi, thiếu một cái là align item nữa. Center rồi, cái này nó mới ra trung tâm được đấy, thấy các bạn thấy không? Thiếu cái align item mình căn cái center nữa là nó mới nằm ở giữa như này được. Rồi, tiếp theo mình sẽ làm một cái header before. Để mình cho nó tối hơn một chút để cái chữ nó nổi lên đấy. Không, đây để 0.5 đi. Rồi, qua bên kia xem nào. Đấy, nó tối hơn rồi đấy. Để cho mình làm nổi cái chữ của mình lên. Ok chưa? Rồi, mình sẽ xem nào. Mình sẽ set S cho cái tiếp theo là gì nhỉ? Sẽ set cho cái input đúng không? Rồi, từ header input quyền này 2 pixel left 12 pixel rồi opacity bầu để cho nó bằng 1 2 ok position fit đây. Là mình sẽ theo cái checkbox nó nằm ở đây rồi đúng không? Rồi tiếp theo mình sẽ menu icon, mình sẽ CSS cho cái menu icon này đúng không? Rồi menu số cái này cho z index này là bằng hồi nãy thằng kia là nó ở bên trên mà cho nên đây mình để nó 1 thôi đúng không? Đấy, opacity của thằng này là 1, mình để cái thằng trên này nó mờ thôi này, nó 0.3 thôi. Đấy, tí nữa thì xong mình làm xong thì mình sẽ cho nó về 0 coi như là mình không thấy nó nữa đúng không? Rồi gì nữa nhỉ, xóa này đi, menu icon rồi rồi thằng này nó phải display flex align item plus certify content center rồi khoan đi xem nào. Thử để màu trắng xem nhé. Còn đây đúng rồi. Đấy, vậy là nó nằm bên dưới đấy, bên trên nó là cái input này.
Đấy, nhưng đó input hiện nay mình đang để nó mờ. Thì tí nữa mình sẽ cho nó màu, nó sẽ trên appearance là được. Rồi, bây giờ mình sẽ làm ba cái gạch nhé. Mình sẽ làm ba cái gạch làm thành ba menu. Đây là menu line đúng không? Đây cho một cái đây. 4 pixel đi. Width 100%. Ở đây mình để cái màu vàng là màu chủ đạo này, để mình làm nhanh, để là đến khi như một số cái web khác mà mình muốn để cái màu chủ đạo là màu khác thì mình chỉ việc thay ở đây thôi. Ok, này nhanh đấy, một rồi này là background một position relative không chia ra đây một đường rồi đúng không? Bây giờ mình làm hai đường nữa là sau cho cái này before display block which position là absolute nha các bạn, absolute background có trên này cho nó nhanh. Này nó sẽ là top 14 pixel đi. Rồi qua bên kia xem, đây nó nằm đây rồi đúng không? Giờ mình làm thêm một cái after nữa là được thôi, nhanh gọn. Đây, after cái này thì mình để là 14 chưa, thế nào? Đấy ra ba em xinh tươi rồi đấy. Này vào ok, giờ làm gì tiếp theo nào? Bây giờ mình sẽ làm cho nó hai cái thanh này nó sẽ gọi là nhìn nó thành dấu nhân đấy đúng không? Rồi giờ mình sẽ để thành dấu nhân thì mình sẽ qua nào, mình qua đây chưa, thì mình cái input nó nằm đâu rồi nhỉ? Menu input đây đúng không? Thế thì khi cái menu input này bỏ như này đi, check à, phải không nhỉ? Menu input check à, rồi đấy, đây là một cái selector rất hay, mình đỡ phải dùng cái bên JavaScript. Thì mình xem thì là cái menu icon đúng không? Rồi đi vào menu line before đúng chưa, có một cái transform, transform gì nhỉ? Transform này nó sẽ là roi rồi bao nhiêu 90 để quý xem được chưa nào. Sao chưa được nhỉ? À đây rồi, do mình để dấu ngoặc này này, bỏ dấu ngoặc đi xem nào. Đấy nó đã di chuyển rồi đấy, nó di chuyển rồi đấy. Đây mình để thêm cái top nữa, top là không chưa, xem nào. Rồi ok, cái này mình sẽ phải làm thêm một cái này nữa đúng không, after nữa đúng không, nó không như thế thôi, cái này after thôi. Rồi xem con này kiểm tra lại đấy. Rồi
Bây giờ mình sẽ làm một cái nữa, đó là đây, cho cả cả nó quay 135 độ nữa là được. Ôi trời, cái bàn phím máy của mình nó bị giật cục nên này, làm này khó quá. Chấm chấm menu icon, menu này nó sẽ có một cái transition relay, đúng không, cả cả dịch chuyển 135 độ nữa là nó thành dấu nhân rồi đấy, 135 đúng không, em đúng chưa nào? Đấy, thấy chưa, thấy chưa? Rồi bây giờ mình cho đây nó một cái transition thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Transition đấy, ok chưa? Rồi này là ok rồi đấy. Bây giờ mình sẽ cho cái input này này, nó là opacity bằng không luôn đi, được chưa? Là rồi đấy, giờ các bạn cũng thấy rồi, cái input nó ẩn rồi đấy, giờ chỉ thấy cái này thôi. Vâng, giờ mình sẽ tiếp theo, mình sẽ CSS cho cái menu con này đi, cái menu này này. Rồi menu thì mình sẽ, đây nó là menu đầu gì nhỉ, menu item này đúng không? Rồi menu item số này, menu item thì mình sẽ cho position là fit width bằng 300 pixel, hay 100 hz. Alo. Nguyên công là Nguyên đi lên toa xong rồi Nguyên định ghẻ con đứa luôn. Chiều nay Nguyên lên toa, chiều nay Nguyên đứng đi lên toa, cho nên là Nguyên đi từ trưa Nguyên công Nguyên định là đi trên đường về là Nguyên ghẻ con đứa cho Nguyên luôn, vì hạch toán thì hạch toán rồi đó, chỉ có cái chứng từ nó ký không thôi. Thôi để tí về con ghé con gửi cho bảo vệ chứ, trong cái máy của bên lấy nhá. Tốt không chưa? Right chứ nhỉ, hay là mình phải để right vì cho nó hiện bên bên tay phải mà đúng không? Right không, phía bên chán quá, right không, rồi nhìn nó nhỉ, right không display flex justify center rồi. Check align center. Nằm bên này là đúng các bạn. Rồi, chưa? Tiếp theo làm gì nữa nhỉ? Rồi, thằng này cho align item center chưa? Rồi, nó giữa rồi. Rồi, cho cái Z index bằng 10 đi. Nằm trên cùng mà. Đúng không? Rồi, giờ mình sẽ CSS cho cái thể thể ly item này. Để cho cái line hay là 40 pixel. Rồi, mình bên này mình phải cho một cái flex direction này là column. Column rồi, đây nè.
chưa, nó sẽ làm theo chiều dọc ở đấy. Giờ mình là giờ mình sẽ cho nó một cái màu nữa đúng không? Màu bên đây nó đang để màu mặc định. Nó sẽ là cái màu này đúng không? Cái màu chủ đạo của mình này. Ok rồi đấy. Bây giờ mình sẽ làm hiệu ứng cho cái thằng Venom này nhá. Bây giờ là đầu tiên thì mình sẽ để cho nó cái lép ấy là à, cái rai ấy là nó một âm 100% đi. Đúng không? Âm 100% này. Rồi, là coi như là nó có bị mất rồi đúng không? Rồi, bây giờ nhiệm vụ mình là khi mình ấn vào đây này thì nó hiện ra đúng không? Thì mình lên chỗ chỗ nào nhỉ đây. Cho thằng này vào đây. Cho thằng này vào đây check cực thì thằng nào thì thằng menu item này được chưa? Rồi, nó sẽ có một cái right là không thế thôi. Không được chưa nào? Đấy, được chưa? Dễ. Quá dễ đúng không? Và cho nó một cái transition nữa đi, đúng không? Transition này cho nó 0.5 nữa là chắc là đẹp rồi. Transition là 0.5 này. Rồi, thế chưa nào? Đấy, các bạn thấy chưa? Ok đấy. Rồi, tiếp theo giờ mình sẽ làm cho cái chỗ cái câu 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 slogan này này, tinh hoa ẩm thực này chưa? Slogan đúng không? Đây nó sẽ là header bên này đâu, đây giờ mình sẽ xin đã trong cụm này đúng không, đây là header tag này. Rồi ok. Header tag này thì nó sẽ làm position absolute. Chưa rồi. Từ cái header tag này này mình sẽ đi vào cái h1 h1 cho nó font size là 50 pixel đi. Color này. Rồi. Set index thằng này thằng rồi để đấy đã H1 để mình coi kia xem nào. Rồi ok, màu đẹp rồi đấy. Thằng này cho nó một cái margin bottom đi. Margin bottom 20 pixel. Rồi ok chưa, tiếp theo mình sẽ CSS cho cái button này dưới này đúng không? Rồi padding cho một cái padding là 15 pixel trên dưới trái phải 40 pixel đi, được chưa? Oh, sao không được nhỉ? Rồi được chưa chưa. Cái thẻ A này mình phải cho nó background nữa chứ đúng không? Background là cho màu chủ đạo đúng không? Rồi. Ở đây xem được chưa nào? Rồi ok rồi, tiếp theo color. Đen rồi cho nó một cái border radius, border radius này cho 50 pixel đi, 50 pixel. Rồi font size là cho 25 pixel. Rồi rồi xem bên này cái nào. Rồi ok, font size 25 pixel rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ cho nó một cái animation.
Đúng rồi. Animation vào cho nó một cái opacity đi là 0.3. Xem nào. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó một cái animation này. Animation tên là header animation đây. Rồi được chưa? Và cái animation duration này sẽ là 3 giây. Cái này nó sẽ là infinite rồi chưa. Bây giờ mình sẽ khai báo cho cái hàm animation này, mình sẽ không key key framework có cái này xuống cho nó chắc, viết nữa nó lại sai được chưa. Rồi thằng này ở 0% thì nó sẽ có một cái opacity là 0.4 đi chưa. Rồi ở 50% nó sẽ có một cái opacity là 1. Rồi ở 100% thì nó sẽ lại là 0.4 chưa. Qua đây kiểm tra nào. Đấy, thấy không? Đấy, để này. Nó từ nó hiện mờ xong nó hiện lên nó mờ đấy. Có hiệu ứng này nhìn nó cũng ngay. Rồi, bây giờ mình sẽ làm cho nó một cái hiệu ứng hover nữa đúng không? Bây giờ hiệu ứng hover, hover thì tức là hover thế này nhỉ? Hover là khi mình đâu rồi? Hover vào cái thẻ A này, đúng chưa? Để cái này đi. Hover thì cái color nó sẽ chuyển sang cái màu này đúng không? Vì nó đang là màu đen mà. Màu đen thì để cho chuyển sang cái màu chủ đạo của mình này. Rồi cái background này cho nó transparent đi. Background transparent rồi. Cho nó xem nào. Đấy được rồi. Xem cái border nữa là ok đấy. Background transition cho border nữa được không? Hai pixel solid solid và cái màu thì sẽ là màu này thôi đúng không? Crop cho nhanh rồi kiểm tra nào. Sao nhỉ, border sao không hiện nhỉ, có gì sai sai nhỉ? Border hai pixel à, đây 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 đây, để bỏ này đi chưa xem nào. Rồi ok, cho nó một cái cho một cái thằng thằng này một cái transition cho chưa nhỉ, chưa đúng không, cho thằng này một transition đi, transition là 0.3 đi. Rồi ok xem nào. Rồi đấy, cái nó hơi nhẹ nhàng rồi. Đây, ngon chưa, cái này chỉnh gì không, menu này chỉnh gì không, ok đấy. Ở đây ok rồi đúng không? Đấy. Xem còn gì nữa không nào. Đấy thì cơ bản là cái header của mình là ổn rồi đấy. Thì hôm thì cái video này mình đã làm được cái menu này, hiệu ứng này này, rồi với là cái animation của cái này. Hover vào được chưa? Đi thấy thì video này mình chỉ đến đây thôi. Thì mình sẽ để code ở phía dưới, mình sẽ để code ở với link phía dưới ấy. Thì các bạn tải code về toàn bộ của cái video này các bạn tham khảo nhé. Còn nếu mình mà có thời gian ấy, thì mình làm tiếp cho hết, còn nếu không ấy, thì các bạn cứ download code về và các bạn tham khảo thôi. Đấy, cái cách làm của các bạn thế nào thì có gì nếu mà nó hiệu quả hơn thì góp ý cho mình với. Ok, thì video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn. Và nếu các bạn thấy video hay thì nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Ok, xin chào.